Yeah. Bán chưa? Vâng. Một cân bao nhiêu tiền đấy? Cân 5.000. Thế thì anh lấy 2 cân. 2 cân. Dạ. Anh có chọn không? Ừ, không chọn, thì lấy như nào đấy. Vừa đủ 2 cân. Ừ. Cảm ơn anh nhé. Không ăn đâu. Uống lên mấy cân? 2 cân hả? Ui, em ơi 2 cân. Yeah. Wow. Chắc Is that on it? A little more off there. Tanam một tí rồi lại. Đây kìa, cắt đi này, ăn đi này. Mình cái này chẳng được rồi.